Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 18 tháng 12 2023 giá ghi nhận chưa có sự biến động. Cụ thể hôm nay thì thương lái mua mít ruột đỏ Indo lá bầu vẫn với mức giá mít nhất là 70 tới 75 ngàn đồng một ký, và trái vẫn lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì từ 50 ngàn cho tới 55 ngàn đồng một ký, trái lấy từ 6 ký trở lên đến dưới 8 ký. Mít chợ có giá từ 20. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.